xem tuổi xong đất xong nhà năm 2024 cho tuổi đinh tỵ sinh năm 1977 chọn tuổi xong đất xong nhà hợp mệnh gia chủ tuổi đinh tỵ mang bình an may mắn phú quý trong năm mới theo kinh nghiệm dân gian khi chọn người xong đất nên chọn người có thiên can địa chi ngũ hành tương sinh với gia chủ đồng thời thiên can địa chi ngũ hành của năm 2024 cũng cần tương sinh với người đó. Sau đây là 10 tuổi xong đất tốt đối với gia chủ tuổi đinh tỵ vào năm 2024 như sau. Tuổi kỷ dậu sinh năm 1969 tốt. Tuổi đinh dậu sinh năm 1957 khá. Tuổi bình thân sinh năm 1956 khá

sau đây là các tuổi sòng đất xấu đối với gia chủ tuổi đinh tỵ vào năm 2024 cần lưu ý các tuổi sau. Tuổi giáp thân sinh năm 1944 xấu. Tuổi tân mão sinh năm 1951 xấu. Tuổi mậu thân sinh năm 1988 xấu. Tuổi bính tý sinh năm 1996 xấu. Tuổi canh thân sinh năm 2006 xấu tuổi quỷ mão sinh năm 1963 6 tuổi mậu tuất sinh năm 1958 6 tuổi tân Hải sinh năm 1971 6 tuổi canh tuất sinh năm 1970 6 và tuổi canh Dân sinh năm 1950 6 phân tích mỗi quan hệ sùng khắc đối với 10 tuổi sông rất tốt cho gia chủ tuổi đinh tỵ vào năm 2024 như sau. Một Người sông đất sinh năm 1969, tức tuổi kỷ dậu mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, không sinh, không khác với ngũ hành thổ của gia trụ, vì thổ hòa thổ chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ, không xung khắc, không tương hợp với thiên can đinh của gia trụ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỵ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thình rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dậu đạt tam hợp, tỵ dậu sổ và địa chi tỵ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là dậu đạt lục hợp, thành hợp dậu và địa chi thân của năm giáp thình rất tốt. Tổng điểm 16 trên 20 tốt. 2. Người sông đất sinh năm 1957, tức tuổi đình dậu, mệnh hỏa, Ngũ hành tội xong nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành thổ của gia trụ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa, không sinh, không khác với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa, hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can đinh của gia trụ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là đinh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân, chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là dậu, đạt, tam hợp tỷ dậu sổ với địa chi tỵ của gia chủ rất tốt địa chi tuổi xong nhà là dậu đạt lục hợp thìn hợp dậu với địa chi thìn của nam giáp thìn rất tốt tổng điểm 15 lăm trên hai khá ba người xong đất sinh năm 1956, tức tuổi bính thân mệnh hỏa Ngũ hành tuổi xong nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, không sinh, không khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì hỏa, hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bỉnh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là bỉnh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là thân, đạt lục hợp, tị hợp thân các nhưng lại phạm tử hành xung dần thân tị hại và phạm tương hình dần tị thân chống nhau hung nên các hung trung hòa và địa chi tị của gia chủ chấp nhận được địa chi tuổi xong nhà là thân đạt tam hợp thân tỷ thân và địa chi thành của năm giáp thân rất tốt tổng điểm 14 trên 20 khá 4. Người sông đất sinh năm 1949, tức tuổi kỷ sụ, mệnh hỏa, Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa tương sinh với ngũ hành thổ của gia trụ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh không khác với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia trụ chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân rất tốt. Địa chi tuổi sông nhà là sổ đạt tam hợp tỵ dậu sổ với địa chi tỵ của gia chủ rất tốt. Địa chi tuổi xong nhà là sổ phạm Tứ Hà xung, thành tức sổ môi với địa chi thành của năm giáp thành không tốt. Tổng điểm 14 trên 20 khá. năm Ngư sông đất sinh năm 1948, tức tuổi mậu tỷ mệnh hỏa. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa, tương sinh với ngũ hành thổ của gia chủ vì hỏa sinh thổ rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là hỏa không sinh, không khác với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa hòa hỏa chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là mậu không xung khắc không tương hợp với thiên can đinh của gia trụ, chấp nhận được. Thiên can tuổi sông nhà là mậu trực xung với thiên can giáp của năm giáp thân không tốt. Địa chi tuổi sông nhà là tỵ không xung không hợp nhau với địa chi tỵ của gia chủ chấp nhận được địa chi tuổi sông nhà là tỷ đạt tam hợp thần tỷ thần và địa chi thần của năm giáp thần rất tốt tổng điểm 13 trên 20 khá 6. Người sông đất sinh năm 1960, tức tuổi canh tỷ, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, không sinh, không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ vì thổ, hòa thổ chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tổ sông nhà là canh, không xung khắc, không tương hợp với thiên can đinh của gia trụ, chấp nhận được. Thiên can tổ sông nhà là canh, trực xung với thiên can giáp của năm giáp thình, không tốt. Địa chi tổ sông nhà là tỷ không xung, không hợp nhau với địa chi tỷ của gia trụ, chấp nhận được. Địa chi tổ sông nhà là tỷ đạt tam hợp thân tỷ Thìn và địa chi Thìn của năm giáp thình, rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 7. Người sông đất sinh năm 1968, tức tuổi mậu thân, mệnh thổ. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, không sinh, không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ, vì thổ, hòa thổ, chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, từng sinh phi ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là mậu, không xung khắc, không tương hợp với thiên can đinh của gia chủ, chấp nhận được. Thiên can tuổi xong nhà là mậu trực xung với thiên can giáp của năm giáp thân không tốt. Địa chi tuổi xong nhà là thân, đạt, lục hợp, tỵ hợp thân các nhưng là phạm tử hành xung, dần thân tỵ hại và phạm tương hình, dần tỵ thân chống nhau hung, nên các hung trung hòa và địa chi tỵ của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là thân, đạt tam hợp, thần tỷ thần và lì chi thần của năm giáp thần rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá. 8. Ngư sông đất sinh năm 1972, tức tuổi nhâm tỷ, mệnh mộc. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, sùng khắc với ngũ hành thổ của gia chủ vì mộc khắc thổ không tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là mộc, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân vì mộc sinh hỏa rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm tương hợp với thiên can đinh của gia chủ rất tốt. Thiên can tuổi xong nhà là nhâm không xung khắc không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp Thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỵ không xung không hợp nhau với địa chi tỵ của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là tỵ đạt tam hợp thần tỵ Thìn với địa chi Thìn của năm giáp Thìn rất tốt, tổng điểm 13 trên 20 khá. Trịnh, người sông đất sinh năm 1992, tức tuổi nhâm thân mệnh kim. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim, tương sinh với ngũ hành thổ của gia trụ, vì thổ sinh kim rất tốt. Ngũ hành tuổi sông nhà là kim, sùng khắc với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, vì hỏa khắc kim không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, tương hợp với thiên can đinh của gia trụ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thìn chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là thân, đạt lục hợp, tỵ hợp thân các nhưng lại phạm tử hành xung, dần thân tỵ hại và phạm tương hình, dần tỵ thân chống nhau, hôn Nên các hung trung hòa với địa chi tỵ của gia chủ chấp nhận được. Địa chi tuổi xong nhà là thân, đạt, tam hợp, thân, tỷ thân và địa chi thân của năm giáp thân rất tốt. Tổng điểm 13 trên 20 khá 10. Người sông đất sinh năm 1961, tức tuổi tân sửu mệnh thổ. Ngũ hành tuổi xong nhà là thổ, không sinh, không khắc với ngũ hành thổ của gia chủ vì thổ, hòa thổ, chấp nhận được. Ngũ hành tuổi sông nhà là thổ, tương sinh với ngũ hành hỏa của năm giáp thân, phi hỏa sinh thổ rất tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, trực xung với thiên can đinh của gia chủ không tốt. Thiên can tuổi sông nhà là tân, trực không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của năm giáp thân, chấp nhận được. Địa chi tuổi sông nhà là sổ, đạt tam hợp, tỷ dậu sổ với địa chi tỷ của gia chủ rất tốt. Địa chỉ tổ song nhà là sổ phạm tử hành xung, thần tuất sổ mùi và địa chi thần của năm giáp thần không tốt. Tổng điểm 12 trên 20 trung bình.